Song Tiền xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2013, cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Fort Smith thuộc tiểu bang Arkansas có tổ chức lễ khánh thành kỳ đài Việt Mỹ bên ngoài khuôn viên khu thương mại Trường Sơn. Xin kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi. Buổi lễ khánh thành kỳ đài Việt Mỹ diễn ra bên ngoài khuôn viên khu thương mại Trường Sơn với hơn 100 đồng hương và khách mời tham dự. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông thị trưởng thành phố Fort Smith, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, Hội cựu chiến binh Hoa Kỳ chapter 467, hai vị khách mời đặc biệt là ông bà Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và ái nữ, có rất nhiều cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa trong các quân binh chủng hiện diện trong buổi lễ. Điều hợp buổi lễ khánh thành kỳ đài, ông Phạm Văn Cát, Hội trưởng Hội cựu tù chính trị và quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, thay mặt ban tổ chức công bố chương trình và xứng danh quan khách tham dự. Ngày hôm nay, ban tổ chức của cộng đồng người Việt về lễ khánh thành kỳ đài Việt Mỹ rất hân hoan chào mừng quý vị quan khách và đồng hương đã đến đây để tham dự lễ khánh thành kỳ đài. Ông Phạm Thế Vinh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại thành phố Fort Smith, ngỏ lời chào mừng quan khách, tuyên bố lý do và ý nghĩa kỳ đài Việt Mỹ. Kính thưa quý đồng hương, 38 năm là một chặng đường dài của biết bao nhiêu vẻ, nhờ vào tinh thần đoàn kết yêu thương của tất cả mọi người, cuối cùng chúng ta đã có thể thực hiện buổi lễ khánh thành kỳ đài với hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trên nền bầu trời tự do, và hai ngọn cờ ở kỳ đài này sẽ mãi mãi là biểu tượng lưu dấu nguồn gốc của người Việt tị nạn cộng sản trên vùng đất Fort Smith. Nghi thức cắt băng khánh thành do ông Chủ tịch Cộng đồng cùng các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, ông thị trưởng thành phố và Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi cùng thực hiện. Sau nghi thức cắt băng khánh thành là lễ thượng kỳ Mỹ Việt. Lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo là lễ đặt vòng hoa tưởng niệm các vị anh hùng tiền nhân, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và các quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Ông thị trưởng, thay mặt thành phố, vinh danh ngày 30 tháng 11 hàng năm sẽ là ngày truyền thống và tự do của người tị nạn Cộng sản Việt Nam tại thành phố Fort Smith, tiểu bang Arkansas. And as Mayor of Fort Smith, it is my privilege and honor to declare today Vietnamese Freedom and Heritage Day in Fort Smith and every day, every November 30th from this point forward. So congratulations. Thank the Vietnamese community to invite us here today, and it's been an honor to have y'all install this monument here. And I know all the Vietnam veterans that I'm associated with really appreciate what y'all have done for us and how you support us. And that's one of the reasons that we support them, because they're just a great bunch of people. Thank y'all. Tôi rất là vui mừng được, rất là hân hạnh được đến đây và chung vui với quý vị sáng hôm nay trong cái kỳ đài Việt Mỹ này rất là đẹp. Và nói đến cái sự hy sinh của rất là nhiều người đã cho chúng ta sự tự do sáng hôm nay. Không những vậy, nó rất là đáng, tại vì gần 40 năm nay chúng ta mới được kỳ đài đây cho cộng đồng Việt Nam ở đây. Thế thì tôi xin kính chúc quý vị và cũng xin kính chúc quý vị Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục ban phước trên cộng đồng chúng ta và hưởng được sự tự do mà Ngài ban chúng ta là đấng đã tạo dựng. Và trong giờ phút này chúng ta đón nhận lá cờ thiên của cộng đồng người Việt tại thành phố Fort Smith đã xây dựng được hoàn thành. Hy vọng vào sự đồng tâm, nhất trí, đấu tranh của
của người Việt hải ngoại nói chung và tại cộng đồng người Việt thành phố Fort Smith nói riêng. Chúng ta hãy dương cao ngọn cờ chính nghĩa để bày tỏ một sự nỗ lực, một ý chí chính đáng cho sự tự do, dân chủ, dân quyền của dân tộc Việt Nam. Sau phần phát biểu của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo là lễ trao bằng tưởng lục cảm ơn những người có công trong việc xây dựng kỳ đài. Hội trưởng Hội Cao Niên, ông Trần Văn Vinh nói: Đây là một sự vinh hạnh của người Việt tại Fort Smith để tri ân và tưởng niệm các chiến sĩ Việt Mỹ đã hy sinh bảo vệ tự do cho cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam. Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các chiến sĩ Việt Mỹ. Trước khi dứt lời, thành thật cảm ơn sự góp công, góp của để xây dựng kỳ đài Việt Nam của các anh trong liên hội. Từ lâu rồi, thì mỗi khi mà chúng tôi đi ngang qua chùa Phổ Minh, thấy hay là lá cờ Việt Mỹ phất phới bay, lòng vô cùng vui sướng. Rồi nhớ lại cái năm đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến Phi Luật Tân, được thấy lá cờ Việt Nam, tôi không ngăn được dòng nước mắt vì quá cảm động. Vì trên 10 năm không được thấy cái lá cờ thân yêu của mình mà mình đã từng chào mỗi sáng đi dạy học. Kể từ ngày hôm nay, nhờ sự nỗ lực của cộng đồng Việt Nam, của các đoàn thể và của đồng hương ở đây yểm trợ, mà từ đây khi đi đến chợ Trường Sơn thì tôi sẽ rất là vui sướng được thấy hai lá cờ Việt Mỹ bay phất phới trong gió. Trưởng ban xây dựng kỳ đài, ông Lê Văn Thao chia sẻ: Trong hơn 38 năm qua, kể từ ngày tị nạn Cộng sản đến nay, chúng ta đã nhiều lần chào cờ, nhưng lá cờ chỉ được cầm trên cán tay hay treo trên vách tường mà thôi. Nay thì lá cờ vàng được treo cao trên cột 30 feet và bay trên nền bầu trời xanh tươi như hồi trước năm 1975. Rồi thì thế hệ thứ nhất chúng tôi sẽ qua đi, xin các thế hệ kế tiếp ráng gìn giữ, bảo vệ nó cho đến ngày về quê hương. Cộng sản rất gian manh quỷ quyệt, nhưng các cháu có học thức khôn ngoan hơn và đề cao cảnh sát hơn. Chúng tôi rất cảm ơn thị trưởng Sandy Sanders đã đến dự lễ và ban nghị quyết cờ vàng, làm cho chúng tôi hết sức cảm động. Vì kể từ hôm nay, thành phố này cờ vàng Việt Nam được vinh danh giống như 108 thành phố và tiểu bang khác trên toàn nước Mỹ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi buổi phóng sự ngắn của chúng tôi từ thành phố Fort Smith, tiểu bang Arkansas. Song Tiền kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN.